Việc Hương bất ngờ dùng chính lời của bà Phương Hằng để đáp trả chuyện sao kê khiến ai đó cứng họng. Tưởng chừng câu chuyện sao kê đã đi đến hồi kết, khi bà Phương Hằng tuyên bố rút lui và nhường cho các cơ quan pháp lý vào cuộc. Tuy nhiên mới đây, bà chủ Đại Nam đã chính thức tuyên bố quay trở lại. Khá bất ngờ khi nữ CEO đã có một tâm thư kêu cứu tới tổng bí thư. Trong bức tâm thư, bà Phương Hằng cũng không quên một lần nữa réo tên các nghệ sĩ. Và điều khá bất ngờ là danh hài Việt Hương vẫn có tên trong danh sách, mà theo bà chủ Đại Nam là kinh doanh từ thiện. Trước sự việc này, Việt Hương lại tiếp tục được nhắc đến trên khắp các diễn đàn có chủ đề về từ thiện và bà Phương Hằng, mặc dù đã dừng các hoạt động từ thiện từ ngày 15 tháng 9. Thậm chí có những người còn trực tiếp vào trang fanpage của nữ danh hài, yêu cầu chuyện sao kê, công khai tài chính. Tưởng chừng như Việt Hương sẽ im lặng, bởi không ít lần cô đã giải thích chuyện này. Tuy nhiên, nữ danh hài đã bất ngờ dùng chính những lời lẽ của bà Phương Hằng để đáp trả. Cụ thể, Việt Hương trả lời ngắn gọn, tôi tự bỏ tiền túi thì công khai làm chi vậy? Câu nói này cũng khiến ai đó cứng họng, không đòi sao kê nữa. Đây cũng chính là câu nói của bà Phương Hằng, khi bà cũng bị một số người yêu cầu công khai quỹ thiện nguyện hàng hữu. Và theo bà chủ Đại Nam thì số tiền đó là do bà tự bỏ ra nên không có nghĩa vụ phải sao kê cho ai hết. Thiết nghĩ Việt Hương không đứng ra kêu gọi, nếu có nhận quyên góp thì nhất quyết không nhận tiền mà chỉ lấy nhu yếu phẩm gửi tặng bà con. Vậy thì lý do gì khiến bà Phương Hằng nghĩ rằng Việt Hương ăn chặn tiền từ thiện? Suốt thời gian qua, mọi nghi vấn hoặc tin đồn xoay quanh Việt Hương chưa cần chính chủ nữ danh hài lên tiếng thì đã có những người liên quan đứng ra lấy lại công bằng cho Việt Hương rồi. Không thể phủ nhận rằng, sau đợt từ thiện này, uy tín và danh tiếng của Việt Hương tăng lên rất nhiều. Nhưng những việc mà hai vợ chồng nữ nghệ sĩ đã làm cho bà con trong mùa dịch bệnh là không thể phủ nhận, và cũng rất đáng được ghi nhận. Có rất nhiều nhân chứng đã lên tiếng khẳng định rằng không ít lần muốn gửi tiền cho Việt Hương, nhưng cô ấy một mực không nhận. Mới đây, trong một buổi livestream, Ngọc Huyền nhắc đến nghệ sĩ Việt Hương và dành những lời có cánh cho các hoạt động thiện nguyện của nữ diễn viên. Giọng ca cải lương cho biết bản thân khâm phục trước tấm lòng bà xã Hoài Phương dành cho mọi người. Bản thân tôi có hỏi để xin gửi em một chút làm từ thiện nhưng em không nhận. Việt Hương hoàn toàn không nhận luôn. Nếu ai có gạo, mì gửi đến thì em nhận. Tôi gửi 3 tấn gạo nhưng em ấy không nhận tiền, chỉ nhận gạo thôi. Nơi mua bán gạo cũng là do tôi đích thân liên lạc. Nói thêm về hành trình thiện nguyện của Việt Hương, Ngọc Huyền cho biết khi cô ngỏ ý gửi tiền nhờ đàn em đi mua gạo gửi cho bà con thì diễn viên hài từ chối. Thậm chí Việt Hương còn chia sẻ, em không muốn đụng đến tiền, những gì em làm đều là tiền của vợ chồng em bỏ ra. Đến khi nào em không còn tiền nữa thì thôi, chị muốn thì chị cứ liên lạc các nơi bán gạo, họ sẽ chở thẳng đến chỗ em. Trước tình huống này, giọng ca cải lương phải nhờ một người bạn ở Việt Nam liên lạc chỗ bán gạo. Thậm chí khi biết cô muốn gửi đến chỗ Việt Hương làm thiện nguyện, người bán còn giảm giá và tặng thêm các nhu yếu phẩm để hỗ trợ. Lẽ ra người ta lấy tôi 15 triệu một tấn, nhưng khi nghe đến Việt Hương, người ta chỉ lấy tôi 13 triệu thôi. Số tiền còn lại thì tôi san sẻ tiếp. Như quý vị cũng đã thấy, việc mua nhu yếu phẩm cũng là do đích thân những người muốn quyên góp thực hiện. Mặc dù nghệ sĩ Ngọc Huyền cũng đang sinh sống ở Mỹ, nhưng Việt Hương nhất quyết không nhận tiền. Vì hơn ai hết, Việt Hương hiểu được bài học xương máu của những người đi trước. Tấm gương Hoài Linh hay Đàm Vĩnh Hưng vẫn còn đó. Một khi đã đụng chạm đến đồng tiền thì rất nhiều vấn đề phức tạp xảy ra. Chính vì thế, Việt Hương đã có một sự lựa chọn rất đúng đắn khi không cầm tiền của bất kỳ ai, kể cả bà chủ của mình tại trung tâm Thúy Nga Paris by Night, thì cô ấy cũng từ chối nhận. Ngay cả tin đồn cùng nhóm với ông Đoàn Ngọc Hải hay Giang Kim Cúc, thì Việt Hương cũng đã có tiếng nói phủ nhận, không hề liên quan rồi. Ai trong chúng ta cũng đồng ý rằng, việc bà chủ Đại Nam góp phần làm minh bạch câu chuyện từ thiện là đúng đắn. Tuy nhiên, cách làm ra sao và làm thế nào cho hợp lý, không làm ảnh hưởng đến những người vô tội mới là điều khó. Điểm qua một chút tình hình sức khỏe của Phi Nhung, dù đang nằm viện điều trị tích cực, nhưng giọng ca Bông Điên Điển cũng không tránh khỏi chuyện bị bà Phương Hằng nhắc tên.
Tuy nhiên, chuyện ai làm đúng hay sai, cũng nên đợi người đó vượt qua cơn thập tử nhất sinh mới tính được. Đến nay đã được 25 ngày Phi Nhung chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị, bạn bè nghệ sĩ và người hâm mộ liên tục gửi những lời cầu nguyện sức khỏe và may mắn đến với cô. Nhưng trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những tin tức không hay về bệnh tình của Phi Nhung. Từ việc sức khỏe Phi Nhung diễn biến xấu, bệnh trở nặng, thậm chí là qua đời khiến công chúng hoang mang. Mới đây nhất, xuất hiện hình ảnh cùng thông tin danh hài Việt Hương ngã quỵ bên linh cữu Phi Nhung tiếp tục khiến cư dân mạng hoang mang và bức xúc. Không ít người hâm mộ đã để lại bình luận bên dưới bài viết của Việt Hương để xin xác nhận thông tin. Trước tin đồn này, chồng nghệ sĩ Việt Hương đã phải lên tiếng cảnh báo và đính chính đó là tin bịa đặt, hoàn toàn sai sự thật. Đừng xem và đừng tin những kênh YouTube như thế này. Nghệ sĩ Việt Hương cũng lên tiếng cho biết Phi Nhung đang được điều trị tích cực và có những chuyển biến tốt. Tuy nhiên, do bệnh này thất thường nên không đưa thông tin sai lệch để các bác sĩ tập trung chữa trị cho Phi Nhung. Nói về những bức ảnh được cắt ghép cô khóc lóc bên linh cữu của Phi Nhung, Việt Hương bức xúc, gọi đây là hành động vô cùng độc ác bởi vì đó là hình ảnh trong tang lễ của mẹ cách đây 9 năm, rồi ghép với hình áo quan của nghệ sĩ Chí Tài. Việt Hương cũng mong khán giả hãy chọn lọc thông tin và hy vọng không có những tin đồn sai lệch về sức khỏe đồng nghiệp, gây hoang mang dư luận để các bác sĩ có thể tập trung chữa trị. Thời gian vừa qua, nhiều khán giả không khỏi lo lắng trước tình hình sức khỏe của Phi Nhung. Lợi dụng sự quan tâm của khán giả, một số cá nhân đã cắt ghép, đăng tải thông tin không đúng sự thật với mục đích câu view khiến gia đình, bạn bè của Phi Nhung bức xúc. Liên quan đến những tin đồn thất thiệt này, phía bệnh viện Chợ Rẫy chỉ đạo nhân viên khoa hồi sức tích cực không cung cấp thông tin bệnh tình của Phi Nhung cho bất kỳ ai theo yêu cầu của gia đình nữ ca sĩ. Thực sự thì cũng còn rất nhiều bệnh nhân nặng đang cấp cứu, mà ai cũng như ai nên không thể phiền bác sĩ. Và giám đốc bệnh viện cũng có chỉ đạo không được cung cấp tin của bệnh nhân nên tất cả chỉ là tin đồn. Khi nào có thông tin chính thức mới hơn, ekip sẽ chủ động đưa ra thông báo. Một người thân của nữ ca sĩ lên tiếng. Mới đây, nghệ sĩ Hồng Loan, đồng nghiệp thân thiết của Phi Nhung cho biết, hiện Phi Nhung vẫn nằm điều trị COVID-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy và tình trạng sức khỏe vẫn chưa tiến triển nhiều. Phi Nhung bị đông máu nên Phi Nhung cần lọc máu qua hệ thống máy ECMO. Phi Nhung vẫn phải thở máy qua ống thở. Nghệ sĩ Hồng Loan đã liên lạc với người nhà của ca sĩ Phi Nhung khi đọc được những thông tin kêu gọi quyên góp tiền chữa bệnh cho giọng ca sông quê. Tuy nhiên, thông tin này là sai sự thật khiến gia đình rất khó chịu, bức xúc. Hiện tại, con gái ruột của Phi Nhung là Wendy vẫn ở Mỹ nên đã ủy quyền cho Việt Hương làm người đại diện cho mẹ. Theo đó, nghệ sĩ Việt Hương sẽ nhận thông tin chính thức về sức khỏe Phi Nhung từ bác sĩ. Thông tin hiện tại về Phi Nhung ở Việt Nam do chính Việt Hương đưa ra mới chính xác, còn lại là không chính thức.